bạn từ mang tên cái vùng đấy tức là Long Lâm Quy Phụng. Mình còn hai cù lao nữa đó là cù lao Long và cù lao Quy đó các bạn. Thì do là chưa có khai thác về du lịch cho nên là các du khách thì trong thời điểm hiện tại thì mình sẽ chưa tham quan được những này. Và hứa hẹn một cái thời gian mà gần nhất sẽ có khai thác để cả đoàn mình sẽ được đi trải nghiệm hơn về bốn cù lao. Và cù lao Thái Sơn thì của mình là cù lao có diện tích lớn nhất khoảng 1.200 hecta và chiều dài từ vua cù lao này cho lên đến trên cả cái cầu Đập Hiểu phía trên này luôn thì khoảng 12 km, chiều dài khoảng 12 km, khoảng 80% diện tích đất ở đây là mình trồng cây nhãn xù và còn lại số lượng nhỏ thì mình trồng bưởi da xanh, trồng mít, trồng sông dê và còn lại một phần nhỏ người dân của mình nuôi cá bè ra biển đánh bắt cá và một phần nhỏ trên cái tuyến đường đoạn chúng ta sắp đi người dân của mình kinh doanh và khai thác về du lịch. Dạ và bây giờ thì tàu chuẩn bị cập bến để cho đoàn của mình lên điểm đầu tiên cơ sở nuôi ong lấy mật để cho đoàn vào thưởng thức một chút xíu hương vị mật ong hoa nhãn. Và mỗi một bàn như vậy là đoàn mình ngồi trước em là 6 thành viên. Dạ 6 thành viên một bàn, chúng ta sẽ thưởng thức cho tràng mật ong ở đây khoảng 15 phút rồi mình sẽ di chuyển điểm tiếp theo. Và đoàn của mình lưu ý giùm em là những cái điểm mình đi qua đó các bạn, chúng ta sẽ không quay trở lại, có nghĩa là mình đi một vòng tròn. Và cho nên là những cái điểm mình đi qua rồi, ví dụ như là điểm mật ong hoặc là chỗ đồ chơi công viên nghệ, đoàn của mình muốn mua cái gì thì chúng ta có thể mua để chúng ta đi rồi không quay trở lại nha các bạn. Rồi bây giờ mình mở phao giùm em, rồi kiểm tra tư trang của mình, di chuyển bước lên giúp em để bắt đầu một hành trình tham quan của Long Phía Sơn. Và mình sẽ có một khoảng thời gian là